Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2019. Cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về rất là nhiều loại lan mới. Và cái số lượng lan rất là nhiều luôn ạ. Thoải mái thì các bạn lựa chọn những cái loại lan mà các bạn thích để các bạn ghép vào vườn để chúng ta chơi. Hôm nay toàn chủ yếu là những loại lan đáng chơi thôi các bạn ạ. Đó. Hôm nay em có cả kiểu tua, kiểu dẹt, kiểu tím và có cả kiểu mỡ gà, kiểu vàng có. Gần như có tất cả được các loại kiểu được các bạn. Các loại kiểu thì ở trong miền Nam đều gọi là thủy tiên đó. Đấy. Và hôm nay em còn có cả giáng hương quế tháng 8 cơ. Giáng hương tam bảo sắc có. Giáng hương tam bảo sắc lô hôm nay để được cái lô giá rẻ các bạn ạ. Là hàng giống. Và có sóc tím nhá các bạn. Sóc tím này. Có giáng hương mỹ dung nữa này. Rất là nhiều loại giáng hương mà bây giờ đang chuẩn bị cho nụ luôn. Và các loại kiều thế. Và ý ngọc. Lan ý ngọc đang nụ này. Có khá rất là nhiều loại lan mà đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Có cả hoàng thảo tam bảo sắc cũng đang nụ nhé. Đó. Và trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng cho các bạn thì em xin được đọc số điện thoại của cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Đấy, em xin nhắc lại số điện thoại của cơ sở chúng em là 0984754102. Các bạn vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em vào số điện thoại đấy. Còn rất nhiều bạn là có nhắn tin ở trong Zalo hoặc là comment ở dưới clip ạ, nhưng mà thực sự là những đơn hàng đấy chúng em sẽ không tiếp nhận đâu nhé. Đấy, em cũng bảo trước vậy luôn ạ. Và hình thức bán hàng của em thì em sẽ nhận đơn hàng và gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn qua bưu điện hoặc qua bên Viettel Post thì và sẽ có bên nhân viên đã giao hàng tận nơi cho các bạn. Và các bạn chỉ việc thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện giao hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn những mặt hàng mà ngày hôm nay em có. Hôm nay em có phải trên tới 30 mấy loại lan. Chắc 30 mấy 40 loại gì đấy. Em chưa đếm qua. Nhưng mà em sẽ giới thiệu chi tiết giá của từng loại luôn. Và giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Như Ở đây em có lan kiều tua này. Lan kiều tua thì có độ khoảng hơn cân ở đây thôi. Lan kiều tua có giá 250.000 một kg ạ. Thì chỗ này chỉ có hơn cân thôi. Đấy, lan kiều tua nhé các bạn nhé. Kiều tua thì cũng cho bông màu vàng giống như cái lan hoàng thảo môi tua thôi. Nhưng mà kiều tua thì cánh của nó cũng có tua nhé các bạn nhé. Đó. Và đấy, về cái chất lượng hàng thì chỉ có hơn một cân như này đây. Đó. Đấy. Và còn đây là lan hoàng thảo u lồi. U lồi thì bây giờ chúng ta lấy về cái ghép để sang năm chúng chơi giống nhá các bạn nhá. Tại vì u lồi cũng mới hết mùa hoa rồi các bạn ạ. Đấy, còn lác đác một vài thân là vẫn còn đang nở bông như này, nhưng mà bông nó gần tàn rồi các bạn. Nói chung là về dòng u lồi này hoa rất thơm và nở rất là lâu ạ. Đó. Hoàng thảo u lồi có giá là 250.000 một kg nha các bạn. Đấy, hàng thời điểm này cũng về rất là hiếm. Cũng không còn nhiều nhé. Đó, hôm nay chỉ về được độ khoảng 4 kg này. Đấy. Và còn đây em có một phần hoàng thảo xoắn. Đây, một phần hoàng thảo xoắn này thì cũng có hai dề thôi và một dề con. Đấy, tất cả là ba khóm. Thì 250.000 cái phần này nhé, hoàng thảo xoắn ạ. 250.000 phần hoàng thảo xoắn này ạ. Còn đây lan nghệ tâm này. Lan nghệ tâm thì dòng này thân mảnh nhưng mà cho bông rất to. Cánh màu hồng, họng màu vàng nghệ. Đấy, lan nghệ tâm còn độ khoảng 2 kg này. Là có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. Là lan nghệ tâm nhé. Đây, hôm nay thì còn đang hơi chói nắng. Đấy. Còn đang hơi chói nắng. Nên là nhìn clip cũng sẽ hơi mờ nhé các bạn. Và còn đây là lan
Trần Tuấn. Lan Hoàng Thảo Trần Tuấn. Hôm nay hàng khá đẹp ạ. Đấy, về được gần 2 kg luôn, nên là em cũng bán theo từng lạng cho các bạn luôn. Là mỗi lạng là 180.000. 1 kg là 1.800.000 nhé các bạn. Đó, các bạn có thể mua một lạng, hai lạng. Là chúng em cũng có ship hàng cho các bạn được nhé. Đó. Còn ở đây có một khóm ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu hoa cực kỳ tím đậm luôn. Đó. Ý thảo ba màu có mỗi phần này thôi. Phần ý thảo ba màu này 50.000 nhé các bạn. 50.000 quá là rẻ luôn. Về phần này cho các bạn chơi. Còn đây là long tu đá trắng. Long tu đá trắng em có một phần đây. Phần long tu đá trắng này thì là 150.000 nhé các bạn. Cái này là một dề luôn này. Đó. Phần long tu đá trắng này là 150.000. Đó. Còn đây là lan trúc mành. Lan trúc mành thì như một vài giỏ trong vườn em có thấy nở hoa rồi, nhưng mà chỗ này em chưa thấy có nụ đâu. Chắc có khả năng là nụ nó sẽ nở sau. Đó. Trúc mành này có độ khoảng hơn cân thôi, cũng 250.000 một kg này. Đó. Và đây một mặt hàng nữa cũng là 250.000 một kg đây, là cái hoàng thảo tam bảo sắc nha các bạn. Hoàng thảo tam bảo sắc thì nó cũng bông hoa của nó cũng gần giống như là của ý bông của ý ngọc ạ. Bây giờ đang một nụ này, có những thân đang có nụ như này luôn nhé các bạn. Đó. Đây thân này đang nụ này. Đó. Còn rất nhiều thân là đang nảy mầm nụ rồi nhé các bạn. Đấy, như thân này đây cũng đang nảy mầm nụ này. Đó. Hoàng thảo tam bảo sắc nhỉ. Chỉ lác đác một vài thân là đang ra nụ rồi thôi. Còn những thân kia là chưa ra nụ, nên là việc vận chuyển nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái nụ. Sắp tới chúng ta chơi hoa nhé. 250.000 một kg ạ. Đó. Và còn ở đây còn có một phần thập hoa. Thập hoa thì phần này là 150.000 nhé các bạn. Đó. Phần này phải hơn 1 cân luôn. 150.000 nữa. Một phần thập hoa. Thập hoa đang chỉ bị cho vào mùa nụ nhé các bạn. Và còn đây là một phần nhất điểm hồng này. Phần nhất điểm hồng này đấy, nhất điểm hồng thì mai em sẽ lại về tiếp thôi. Phần nhất điểm hồng này 150.000 nhỉ các bạn nhé. Đó. Đây một phần nhất điểm hồng nữa. Và còn đây là những mặt hàng kg ngày hôm nay có về. Hàng mới về đấy ạ. Ở đây là kiều tím nhé các bạn. Đấy, kiều tím này. Các bạn thích lấy thân ngắn thì ở bên này nhé. Thì giá nó cũng như nhau thôi các bạn. Thân ngắn, thân dài thì giá như nhau. Các bạn thích thân dài thì dặn bên chúng em đặt hàng lấy thân dài. Hoặc là đặt hàng lấy thân ngắn thì cứ báo là đặt hàng lấy thân ngắn. Đấy. Giá của kiều tím miền Trung này. Kiều tím hay kiều hồng cũng là một thôi các bạn ạ. Đó. Kiều tím có giá là 350.000 một kg nhé các bạn. Có một số cây là nụ ra nhưng bị hỏng nụ này. Đấy. Đấy. Bây giờ đang là mùa nụ của kiều rồi nhé các bạn nhé. Kiều tím. Kiều tím thì bây giờ bắt đầu đi vào mùa nụ thôi. Đấy. Như đây một nụ rất là to này. Đó. Đây là một nụ kiều tím rất là to đây. Bây giờ bắt đầu đi vào mùa nụ thôi, nên là chỉ lác đác một vài thân là đang có nụ thôi nhé các bạn. 350.000 một kg ạ. Đó. Đấy. Thân rất là to đẹp luôn. Đấy, chỗ hàng dài này và chỗ hàng thân ngắn này, chúng em có phân hàng luôn cho các bạn nhé. Tùy theo các bạn đặt hàng loại hàng nào nhé. Và còn ở đây là dáng hương tam bảo sắc đây. Dáng hương tam bảo sắc thì bây giờ đang ra nụ rất là nhiều ạ. Và cái chỗ hàng này cũng giá rẻ thôi các bạn. Hàng này nói chung là chủ yếu là cây nhỏ, những cây nhỏ nhưng mà lá xếp các bạn ạ. Đó. Chúng nó khai thác về là lá nó cũng hơi héo một chút rồi nhé các bạn nhé. Và có giá rất là rẻ, 200.000 một kg thôi. Đấy. 200.000 một kg tam bảo sắc thôi ạ. Đấy, và cây đang ra nụ đây, có rất nhiều nụ đang rất dài như này rồi. Và hoa của dáng hương tam bảo sắc thì cực kỳ là thơm. Đấy. Có những cây nhỏ nhỏ nó mới cho hoa được thôi, bình thường hết.
Đấy, như những cây này nó vẫn cho hoa được ạ. Đó. Cây này vẫn chưa thì lan rụ rồi, nhưng mà năm ngoái là đây là vòi hoa của năm ngoái đấy. Đó. Vòi hoa của năm ngoái ạ. Đấy. Hàng thì tình trạng hàng thì đều solo như nhau cả. Đấy. 200.000 một kg ạ. Và ở hàng trên này đây thì gồm có ý ngọc nha các bạn. Ý ngọc có giá là 300.000 một kg. Trạng cây thì bây giờ nó đang nụ như này nhé các bạn nhá. Đấy, có những thân ngắn thì nụ nó cũng như này với nhá. Đấy. Cái này thì thực sự là em cũng không muốn bới nhiều nữa, tại vì những cái nụ này nó rất là dễ bị gãy, nên là em sẽ quay sơ sơ qua mặt trên này thôi. Sườn hàng nó cũng lấn lộn xô với nhau. Đấy. Hôm nay về được độ khoảng chục cân nữa này. Ý ngọc chỉ có mấy hôm nay mới về hàng này, còn mấy phiên trước không có hàng về được ý chứ. Đấy. Ý ngọc thì hoa rất là đẹp, cánh trắng và họng tím rất là đẹp luôn ạ. 300.000 một kg nhé các bạn. Còn đây là hoàng thảo môi tua đây các bạn. Hoàng thảo môi tua thì có giá là 150.000 một kg, đang chuẩn bị cho mùa nụ nhé các bạn nhé. 150.000 một kg hoàng thảo môi tua. Đó. Đấy. Hàng thì rất là đều đẹp luôn ạ. Có lác đác một vài bó là ngắn như này nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, hàng đây. 150.000 một kg rồi ạ. Đó. Và còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì hoa cho mùi hương giống như quả cam á các bạn ạ. Đấy. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 một kg đây. Đó. Hàng hôm nay về được hơn chục cân, nên là thoải mái để mà các bạn đặt hàng, không lo sợ hết hàng này. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm. Bây giờ nó đã hết mùa hoa nhé các bạn nhé. Đây là những cánh hoa đã mới tàn vừa rồi đây. Đấy. Mẻ kim điệp nhựa này khá là đẹp. 180.000 một kg kim điệp nhựa thôi các bạn. Rất là rẻ. Đó. Lúc trước mùa hoa thì nó khá là đắt, nhưng mà bây giờ thì hàng khá là rẻ. Và em cũng đang bắt đầu ghép vào vườn, để sắp tới sẽ có hàng thuần để cho các bạn chơi luôn, mà không cần phải mang về là các bạn phải tìm giá thể trồng ghép nữa. Sắp tới em sẽ xuất hàng đa thuần vượt. Đó. Có cả những khóm nhỏ nhé các bạn nhá. Nói chung là hàng giá 180.000 thì nó có cả nhỏ cả to lẫn lộn nhau nhá. Đó. Chứ còn loại nếu mà nguyên hàng đẹp không thì 250.000 thôi, nhưng mà cái này thì chủ yếu là hàng nó cũng vừa vừa, không được to đẹp mấy rồi. Đấy. Và còn đây em có, đây là một dề trúc ngọc. Trúc ngọc đang nụ và đang hoa nhé các bạn. Đấy, có những bông hoa đang nở như này đây. Trúc ngọc chắc chỗ này có độ khoảng 1,5 cân. Trúc ngọc có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. 250.000 một kg ạ. Đấy. Và còn đây là kiều mỡ gà đây. Kiều vuông cam, kiều mỡ gà đây. Đấy, hàng thì còn từng bó này, em còn chưa cởi ra này. Đấy. 250.000 một kg nhé. Kiều vuông cam ạ. Là 250.000 một kg ạ. Đấy, kiều này thì bây giờ vẫn chưa thấy tình trạng nụ đâu, chắc có khả năng là nụ nó sẽ ra sau. Bây giờ đang chuẩn bị đi vào mùa hoa của kiều rồi đấy các bạn nhé. Đó. Kiều vuông cam đấy ạ. Còn đây kiều vàng nhé các bạn. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang là mùa nụ nhớ các bạn nhé. Đây lác đác những cái nụ như này đây. Đó. Kiều vàng có giá là 180.000 một kg ạ. Đó. Hàng rất đẹp luôn ạ. Hàng thì thân khá là đều nhau nhé các bạn nhé. Rất ít khóm nhỏ này. Đây. Toàn hàng cây to đều thôi các bạn ạ. Đó. Và đây là nụ đây. Nụ kiều vàng đấy các bạn. Đó. Và có một số thân là cũng đã sổ bông này. Đấy. 180.000 một kg thôi. Và còn đây là kim thoa. Lan kim thoa thì bây giờ cũng đang ra nụ nhé các bạn nhé. Đây là nụ lan kim thoa đây. Đó.
Dụ can lá kim thoa như thân này ra tới 3 nụ luôn này. Đỏ sót này. Bây giờ đã bắt đầu đi vào mùa hoa rồi các bạn. Lan kim thoa thì cho màu vàng và họng tím đen khá là đẹp. Đấy, lan kim thoa có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Ở chỗ này chắc chỉ độ khoảng 3 kg này. Đó. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Đấy, lan kim điệp xuân nhé. Hàng khá là đều đẹp nhé. Đấy. Còn cái lô hàng mà xấu xấu hơn thì chúng em hết hàng rồi. Nay về cái lô này. Lô này thì đẹp hơn cái lô trước khá là nhiều. Đấy. Thân này là ý ngọc. 150.000 một kg ạ. Và tiếp ở trên đây em có phi điệp vàng, cũng có giá là 150.000 một kg đây. Cái này là phi điệp vàng nhé các bạn. 150.000 một kg ạ. Và còn đây là kiều dẹt. Kiều dẹt thì hôm nay về được 3 kg này. Đấy. Đó. Đây là kiều dẹt đấy. Đó, kiều dẹt vẫn chưa thấy có hiện tượng nụ đâu. Nhưng mà sắp tới sẽ cho nụ luôn, sắp tới đây thôi các bạn ạ. Đó. Kiều dẹt thì có giá là 650.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Hàng thì vẫn còn trong từng bó như này. Những cái lá này tất nhiên là nó sẽ sơ xác. Nhìn thì lúc khai thác về tất nhiên là nó nhìn nó sẽ sơ xác rồi. Nhưng mà những cái thân này đảm bảo cho các bạn là sẽ không bị gãy nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng kiều dẹt ạ. Hàng rất đều nhau luôn. Cũng có cả cây to cây nhỏ nhé các bạn nhé. Và còn đây là cái lan trồn đang xuống lá này. Đấy. Lan trồn còn ít này thôi. Còn một phần trồn như này thôi. Đấy, phần trồn này chắc độ mấy lạng. Trồn thì có giá là 250.000 một kg, nhưng mà chỗ này còn mấy lạng thôi. Trồn bây giờ đang ra nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy, đây là nụ trồn này, rất là to rồi. Đấy. Trồn như cây thân này chưa thấy nụ đâu nhỉ. Đấy. Trồn bắt đầu mùa nụ rồi. Đó. Cái này bạn nào thích thì em cân lên em tính tiền nhá. Chắc chỉ còn độ mấy lạng thôi. Thế thì không được rồi bảo. Và còn đây là lan phượng vĩ nha các bạn. Phượng vĩ có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Đây là lan phượng vĩ ạ. Lan phượng vĩ bây giờ đang mùa nụ như này nhé các bạn nhé. Dòng này chúng ta lấy về trồng hàng rào trụ cổng rất là đẹp ạ. Và dòng cây này rất là chịu nắng. Mà nó phát triển cũng rất là nhanh ạ. Đó. Và còn đây là kiếm đỏ Cao Bằng. Kiếm đỏ Cao Bằng cũng có giá là 150.000 một kg này. Đó. 150.000 một kg kiếm đỏ Cao Bằng nhé các bạn. Đây ạ. Đó. Và còn đây là quế tháng 8 đây. Quế trắng tháng 8. Đó. Quế trắng tháng 8 thì lô này về toàn là chủ yếu là cây xếp thôi các bạn. Đây lá xếp này. Quế trắng tháng 8 thì lô này thì có giá là quế có giá là 550.000 nha các bạn. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Đấy. 550.000 loàng. Đó. 1 kg. Hàng rất là đẹp. Đấy. Như cái lô trước thì chúng em chỉ có hàng lá lướt, lá dài kia thôi. Nhưng mà lô này thì toàn lá xếp này. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Đây là hàng số hàng cây trời đây. Còn bên này có hàng dề đấy các bạn. Hàng dề này có giá là 650.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Dề 1 kg có, dề 2 kg có nhé các bạn nhé. Đó. Như dề này đây phải trên 1 kg này. Đấy. Hàng lấy xếp rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây một dề đây. Như đây là cây mẹ con này.
cây một mẹ ba con luôn. Cái cây này cũng rơi khoảng 3-4 lạng, một mẹ ba cây con đấy, còn rất là nhiều dề luôn đấy. Thoải mái, thích các bạn thích hàng dề dễ ghép mà hoa sẽ nở đều nhau đấy. Cái dề này đây thì cũng rất là nhiều ngọn đó đấy. Dề này là dề ba ngọn này, dề này ba ngọn, còn dề này đây thì khá là nhiều ngọn nhá, 1, 2, 3, 4 ngọn, 4 ngọn to đấy. Dề này cũng kiểu như là mẹ con, 1, 2, 3 cây con, một mẹ ba cây con, to đùng luôn đấy. Con dề này đây thì cây nhỏ hơn này đấy, nhỏ nhưng mà sẽ là cây lá xếp hơn này đó. Còn đây cũng một dề cây to này đấy, dề này dề mẹ con cây to này đấy. Đó, cái to này nhưng mà nó bị cụt ngọn nên là ra ngọn mới nha các bạn nhá. Đó, hàng dề rất là đẹp luôn ạ. Đấy, hàng dề rất là đẹp. Đấy, hàng dề này rất là đẹp luôn ạ. Đó, các bạn thích dề to cỡ nào thì báo chúng em để chúng em cân lên tính tiền cho các bạn nhé. Đó, 650.000 1 kg loại hàng dề ạ. Và em xin lỗi các bạn một chút về cái kiểu dẹt nhé. Em xin báo lại cái giá kiểu dẹt. Giá kiểu dẹt giá là 900.000 1 kg ạ. Tại vì lúc nãy thì em báo nhầm giá từ năm ngoái rồi, nên là cái giá năm nay em nhập vào đã rất là cao rồi. Đấy, 900.000 1 kg lan kiểu dẹt nhé các bạn nhé. Đó, em xin lỗi về cái phần lan kiểu dẹt này, lúc nãy em báo giá nhầm ạ. Đó, đây nhá các bạn. Đấy, tại vì lan năm nay thì cái giá của nó đắt lên rất là nhiều, nên là việc cái giá thì như cái kiểu này đây thì chúng em cũng mới nhập hàng về năm nay là lô đầu tiên này, chứ thực sự nó rất hiếm hàng, nên là không phải mặt hàng thường xuyên mà chúng em bán, nên em cũng báo lộn giá, nên là các bạn thông cảm nhé. Đó, và còn tiếp đây em có Vanda Hưng Chanh nhá các bạn. Vanda Hưng Chanh thì còn độ khoảng 7-8 kg gì đấy thôi đấy. Vanda Hưng Chanh có giá là 150.000 1 kg đấy ạ, giá rất là rẻ với cái Vanda Hưng Chanh này, mà hoa lại rất là thơm đấy. Mà hoa thì nở vào mùa xuân nhé các bạn nhé, nở vào chừng vào tháng 2, cuối tháng giêng, đầu tháng 2 là bắt đầu nở rồi đấy. Và còn đây là Điện Biên Đông. Lan Điện Biên Đông thì có giá là 220.000 1 kg đấy ạ. Đó, lan Điện Biên Đông thì bây giờ đang lên những mầm gốc nhé các bạn nhé, cây cũng mới hết mùa hoa năm nay. Đó, đấy, lan Điện Biên Đông ạ. Và còn đây là lan Ngọc Thạch ba màu, Ngọc Thạch Bắc nhé các bạn nhé. Ngọc Thạch rừng Bắc thì bây giờ đang nảy những mầm hoa. Đó, những mắt hoa đang bắt đầu sưng như này nhé các bạn nhé. Đây ạ. Đó, Ngọc Thạch Bắc thì có giá là 200.000 1 kg các bạn ạ. Đấy, loại hàng dài đẹp là 200.000 1 kg, cây sẽ dài từ 20 cm trở lên nhé các bạn nhé. Còn đây là cái loại hàng nó ngắn hơn, loại hàng cây giống ngắn dưới 20 cm trở xuống thì có giá là 160.000 1 kg thôi này. Đó, cái này hàng giống thì nó được lợi về cái đầu cây là sẽ được rất là nhiều đầu cây cho 1 kg đấy. Còn cái hàng thân dài đẹp này để chúng ta chơi hoa luôn, chơi hoa đẹp luôn thì có giá là 200.000 1 kg thôi. Đấy, nụ bây giờ đang chi chít rồi các bạn nhé. Đó, và ở đây thì có Ngọc Thạch rừng Lào nữa nhé các bạn. Đấy, Ngọc Thạch rừng Lào bây giờ vẫn còn đang trổ hoa này. Đó, Ngọc Thạch rừng Lào thì chuẩn chỉ là Ngọc Thạch ba màu luôn các bạn. Đấy, nó sẽ gồm có màu tím, màu vàng và màu trắng. Còn Ngọc Thạch Bắc thì nó sẽ có lẫn lộn cả Ngọc Thạch hai màu và Ngọc Thạch ba màu nhé. Đó,
Như đây ngọc thạch của rừng Lào thì nó sẽ cho chúng ta chuẩn 3 màu luôn, ngọc thạch 3 màu luôn. Đó. Đây, mặt bông ngọc thạch 3 màu đây. Đang bị chói nắng nên là cái màu tím của nó không được nổi lắm. Nó bị lóa màu nhá các bạn. Ngọc thạch rừng Lào thì có giá là 180.000 1 kg. Đấy, hàng nó thân mảnh và cũng được rất là lợi kg này về cái loại hàng này. Và còn đây là lan đơn cam. Đơn cam này thì cũng chủ yếu là cây nhỏ nhỏ thôi nên là cũng có cái giá nó rất là khá là rẻ nhé các bạn. Đấy, cái loại hàng nó mà đều đều đẹp đẹp thì nó cũng phải là 1 triệu 2, 1 triệu 3 1 kg cơ. Nhưng mà cái này em chỉ bán có 1 triệu 1 kg này. Đấy, tròn 1 triệu 1 kg nhé. Mỗi lạng là 100.000 ạ. Đó, các bạn có thể mua từ 2 lạng để chúng em gửi hàng. Và 2 lạng thì cũng khá là được nhiều, khá là nhiều đầu cây. Và dòng này về chúng ta ghép vào gỗ lũa hoặc là ghép vào những cái trụ dớn, bảng dớn rất là thích hợp để nó cho nó phát triển nhé các bạn. Đấy, bây giờ thì đang là mùa hoa của đơn cam và cũng đang là mùa lên mầm gốc nhé các bạn. Đấy, những cái mầm gốc này lên xanh mướt này. Đó, đấy. Và còn ở trên này đây em có một cái này là phần long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím này thì tôi cả phần này em chia sẻ với mọi người là 120.000 này. Đấy, phần long tu đá tím này lấy làm giống nhá, 120.000 ạ. Và còn đây là cái lan giáng hương Mỹ Dung đây. Đấy, giáng hương Mỹ Dung cây lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đấy, đấy lá rất là xếp luôn ạ. Đó, cái mì dung này có giá là 200.000 1 kg ạ. Đấy, chỉ còn độ khoảng 5 kg thôi. Đó, và còn đây là hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào có giá là 260.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, bây giờ lác đác vẫn còn có cây, vẫn còn đang nụ như này nhé các bạn. Đó, hạc vĩ rừng Lào thân tía rất là đẹp ạ. Dòng này sẽ cho cánh màu hồng đậm luôn, cho gần như là màu tím luôn. Đó, tại vì nó thân tía này nó cũng cho bông nó màu đậm hơn nhé các bạn nhé. Đó, 260.000 1 kg ạ. Và còn đây là sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào thì bây giờ đang vào mùa nụ nhé các bạn. Đó, như ở khóm này đây thì chưa nụ, vẫn còn chưa thấy xuất hiện mấy. Có một nụ này là trong lúc vận chuyển về nó cũng bị héo này. Đó, nụ này bị héo rồi. Đó, đang ra vòi nụ rất là nhiều luôn ạ. Sóc tím rừng Lào này có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, hàng to nhỏ lẫn lộn luôn ạ. Là 200.000 1 kg nhé các bạn. Đây, nụ đi. Có những cây nụ đang dài như này rồi nhé các bạn. Đó, bây giờ đang vào mùa hoa, mùa ra nụ của sóc tím rừng Lào này rồi nhé. 200.000 một cân ạ. Và còn đây là lan chuối ngọc. Mới về được mẻ lan chuối ngọc để làm giống tiếp này. Bây giờ cây đang ra mầm gốc nhá các bạn. Đây này, mầm gốc này. Đó, cây đang ra mầm gốc để sang năm chúng ta chơi hoa nhá. Mầm gốc và ra cả rễ luôn này. Đó, lan chuối ngọc có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Lô hàng này khá là đẹp, thân cây khá là to, mập mạp và nhìn nó cũng rất là khỏe khoắn ạ. Đấy, không hề bị héo. Đó, và còn đây là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì bây giờ chúng ta lấy giống để cây đang chuẩn bị lên mầm gốc thôi các bạn. Cây cũng mới tàn hoa vừa rồi đây ạ, thì bây giờ đang chuẩn bị chờ lấy những mầm gốc mới. Và cây bây giờ cũng đang mang rễ rất là nhiều ạ. Đấy, lúc vận chuyển mà về mà cây nó vẫn còn đang ra rễ rất khỏe đây. Đó, lan đùi gà dẹt cũng có giá là 150.000 1 kg thôi này. Đó, em bán loại hàng giống cho các bạn là 150.000 1 kg thôi các bạn. Và còn đây là lan đùi gà tròn đây. Lan đùi gà tròn thì mẻ hôm nay về khá là nhiều. Mặt hàng này thì nói chung là em bán ngày nào cũng bán với số lượng rất là nhiều luôn. Tại vì hoa đùi gà tròn thì cho bông màu tím rất là đẹp luôn. Bây giờ đang là mùa hoa. Đấy, và giờ chúng ta lấy về là chúng ta nuôi những mầm gốc. Đấy, đây là những mặt bông của lan đùi gà tròn này. Bông rất là to và là màu tím rất là sặc sỡ. Đó, lan đùi gà tròn thì ngày nào các bác cũng đặt hàng với số lượng khá là nhiều nên là em nhập hàng về chắc cũng chỉ ở lô này nữa thì em chắc cũng ngừng đây, vì
có giá là 180.000 một kg thôi các bạn ạ. Em bán với cái giá nó là hàng giống cho các bạn rồi, mà không phải là hàng xấu nữa nha các bạn nhá. Hàng rất đẹp luôn ạ. Đấy, có những phần vẫn còn nguyên từng bó này, chúng em vẫn chưa cởi ra xem này. Đấy, hàng này thì đảm bảo vẫn còn cả những thân vẫn còn chưa nở hoa này, sang năm cho chơi hoa nhé các bạn nhé. Đấy, gần như là khóm nào cũng có thân tơ để cho các bạn chơi hoa đó. Như đấy, khóm này đây là một thân để sang năm chơi hoa này. Đấy, thân này thành thân tơ này đó. Nói chung là lan đùi gà năm nay nó trốn hoa rất là ấy, nó nở hoa rất là ít, nó trốn hoa nên là rất nhiều thân để sang năm chúng ta chơi hoa tiếp đó. Và còn đây là lan hoàng lạp cũng có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Đấy, loại lan rất là rẻ mà hoa rất là đẹp, 150.000 một kg lan hoàng lạp nhé các bạn đó. Và còn đây là lan đuôi cáo thì hôm nay có cái loại hàng xô này thôi, cái loại cây to thì hôm em lại không nhập được hàng về. Đấy, hôm nay chỉ về được hàng xô này thôi đó. 250.000 một kg nhé lan đuôi cáo ạ. 250.000 một kg ạ. Lan đuôi cáo thì bây giờ cây đang có nụ nhá các bạn nhá. Đấy, như lô này thì nụ vẫn còn chưa xuất hiện này. Để nói chung là nụ chưa có thì lúc vận chuyển thì sẽ không bị hỏng nụ thôi. Về chúng ta chăm sóc ở vườn thì cây ra nụ. Để chúng ta chơi hoa ở vườn thì cây nó sẽ đảm bảo hơn, là hoa nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, mùa này là cái mùa đang chuẩn bị hoa thì chúng ta ghép cấy ghép để sắp tới chúng ta bắt số hoa hoa trắng hoa tím gì đấy nhá các bạn nhá. Đây, như cây này đang nụ này đó, đang nụ trắng toát này đó, đây là một cái nụ nhá các bạn nhá. 250.000 một kg ạ. Đó, còn đây lan vảy rồng, em có ít vảy rồng về đây, còn độ hơn cân vảy rồng, 150.000 một cân ạ. Còn đây là lan sơn thủy tiên thì lô này thì hàng rừng hết mùa hoa rồi các bạn. Sơn thủy tiên rừng Tây Bắc nhé các bạn. Đấy, sơn thủy tiên có giá là 200.000 một kg đấy ạ. Đấy, hàng thì có khá là nhiều dề to. Đấy, như đây cũng một dề to này, dề này cũng mấy cân, 3-4 cân, 3 cân như này. Đấy, các bạn thích chơi dề to thì cứ bảo chúng em là lấy cái dề to này. Em có hai dề to luôn nhá. Đấy, hai dề này. Đó, kia một dề này, đây một dề nữa. Hai dề to luôn ạ. Đấy, còn hàng kg đây, cũng có cả dề 5 lạng, dề 1 cân, có như dề này cũng phải tầm hơn cân 2 cân này. Đó. Những vòi hoa rất dài. Đấy. Ở đây vẫn còn sót một bông hoa này. Đấy, bông hoa sơn thủy tiên này, mà sơn thủy tiên nở hoa cho hoa rất là lâu nhá, khoảng 1 tháng hoa bông hoa nó mới tàn nhá. Đó. Lan sơn thủy tiên ạ, 200.000 một cân ạ. Đó, vừa rồi là những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em có để cập nhật cho các bạn ngày hôm nay. Thì em đã giới thiệu chi tiết giá của từng loại nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại ở đầu clip mà chúng em đã nêu ạ. Thì em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại nhé.